Đồ Gỗ Tục Tám xin kính chào các bác nhé. Thì hiện tại thì em đang trong cái xưởng gia công đục CNC của nhà em. Thì hiện tại là em đang trong quá trình là gia công và gia công thô cái phần đục chạm. Đây là phần yếm ghế trường kỷ các bác ạ. Đây, yếm ghế trường kỷ rồi. Thì đã xong cái công đoạn là đục hoa văn rồi các bác nhá. Đây là yếm trường kỷ đây. Máy đục này thì đã xong cái công đoạn đục hoa văn rồi. Thì sau đây thì em sẽ cho cái máy nó cắt luôn các bạn. Đây, dùng máy để cắt luôn những cái phần này. Đấy, thì em phải có quay cái video clip ngắn để giới thiệu cho các bác xem cái quy trình làm bên em. Thì toàn bộ là đều sử dụng máy móc rất hiện đại những hoa văn này. Đây, em sẽ cho máy hoạt động các bạn này. Đây, hơi ồn một chút nhé. Đó, các bác có thể thấy nhá. Thì vừa rồi là em đã dùng cái máy CNC này để đục cũng như là để cắt. Đây, cắt cái phần hoa văn này các bác này. Thì ưu điểm của cái việc cắt cái những cái đường lỗ hoa văn này bằng máy CNC ấy là nó rất là sắc nét các bạn. Để các bạn thấy đây, những cái lỗ này nó đường được máy nó cắt này rất là nét, nên là trong quá trình làm mịn là được cái sản phẩm nó cũng rất là đẹp hơn là những cái sản phẩm mà CNC mà vanh tay thường các bác nhá. Đó, đây, rất là hiện đại này. Toàn bộ nhà em là sử dụng máy móc hết. Máy móc hết. Đây là hai cái bộ yếm trường kỷ các bạn. Đây là hai bộ yếm trường kỷ bằng chất liệu gỗ mít ta. Đó, thì sắp tới là sau khi dựng xong cái bộ này lên thì em sẽ quay giới thiệu các bác hai bộ này. Đây là hai cái sản phẩm gỗ mít ta, gỗ mít quê ở Phú Thọ với em đó nhé. Rồi, và clip em quay trực tiếp tại cái xưởng gia công CNC em các em. Đây một góc, ngoài kia là những cái không gian xưởng của em nhé. Rồi, thì mọi người nhé. Xin chào các bác nhé.